Xin chào anh em đến với chương trình Học Đá Quý Chí The Dead cùng Ta Hy Phạm tập thứ 57. Trong chương trình này tôi sẽ xử lý tất cả những cái tin nhắn tồn dư ở trong YouTube và trong Facebook, những cái tin nhắn chờ của anh chị mà tôi không kiểm tra được. Hôm nay chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta cùng nhau kiểm tra một số đá quý anh chị gửi sang. Và anh chị chú ý là để nó kết nối tốt nhất thì anh chị hãy kết nối với tôi qua Zalo, số điện thoại 0901166555 hoặc trên fanpage Tahi Game hoặc Tahi Gold. Chúng ta bắt đầu với kênh Zalo đầu tiên nhé. Bạn Trần Nhân hỏi đây là đá gì. Cái đá này của bạn vỏ bên ngoài nó bị oxy hóa, bên trong nó màu hơi xanh. Nhưng cái sản phẩm này cũng không thuộc dạng đá quý nhá. Cái này là đá loại thông thường thôi. Cái này nó xuất hiện ở rất nhiều các bãi sỏi. Nó không thuộc dạng đá quý đâu. Tập 57 nhá. Để giải thích cho anh em đá quý với đá không quý nó khác nhau như thế nào thì anh chị hình dung cái này này. Đá quý ấy, người ta sẽ chia làm hai trường hợp. Một là màu sắc đẹp, trong có thể chế tác được trang sức, và thứ hai là độ cứng lớn để đem lại độ bền cơ học cao. Đó, đấy là những cái tiêu chí đầu tiên của đá quý. Tại sao? Tại vì mục đích của người ta là người ta sử dụng liên quan đến cái đẹp về thẩm mỹ và liên quan đến độ mài mòn cao. Ví dụ như sapphire và ruby thì ngoài cái vẻ đẹp ra thì độ mài mòn rất cao. Những cái thứ mà chúng ta hay thấy bình thường là chỉ để đeo mặt nhẫn với mặt dây chuyền thôi. Nhưng mà giá trị thực sự của nó trong cơ công nghiệp, nó là cái vật chất độ cứng cao, người ta có thể sử dụng vào một số chi tiết máy chống mài mòn, ví dụ như làm những cái chân kính của đồng hồ cao cấp chẳng hạn. Đấy, làm bằng ruby chẳng hạn, kiểu như thế. Thì giá trị thực sự, ngay cả như kim cương thế, giá trị trong công nghiệp của loài người là nhiều nhất, chứ không phải là giá trị về trang sức đâu. Trang sức nó chỉ là một phần nổi thôi, phần rất nhỏ dành cho những người nhiều tiền thôi. Còn tất cả anh em thường dân chúng ta đang sử dụng kim cương rất nhiều trong mục đích. Ví dụ như là trong những cái thiết kế để cắt ghép những cái miếng kính chẳng hạn, là người ta phải dùng dao kim cương này. Chúng ta cần khoan xuống dưới những cái độ sâu để xuyên qua đá, phải dùng mũi kim cương này. Đấy là những cái thứ mà áp dụng nhá. Còn cái từ đá quý nó cũng khó để giải thích. Rồi, người tiếp theo. Vũ Bá Đậu. Bạn này gửi rất nhiều thứ. Bạn xóa file luôn rồi, không có file. Rồi, xem đây là cái gì. Mình sẽ bật cam màn hình này nhé. Nếu mà theo như cái bút đo độ cứng này các bạn đang đo thì nó khả năng là sapphire. Thế nhưng mình không nhìn thì mình chưa chắc đây là sapphire đâu. Rất nhiều bạn sử dụng cái bút này đang bị đo sai, tại vì chúng ta thường là hay đo bằng được, nghĩa là đo mắm muối mắm lợi để cho nó lên bằng được. Vì lúc nào chúng ta đang cầm một cái đồ vật mà nó chưa muốn xác định mà chúng ta sẽ cố gắng hết mọi sức để cho nó lên. Nhưng theo mắt mình nhìn thì đây chưa hẳn đã phải là sapphire. Bạn hãy chụp một cái bức ảnh nó nét hơn, có thể chụp để flash nhé. Còn sản phẩm này thì mình sẽ không mua. Trả lời cho chú Trung này. Chú chụp mờ lắm, chắc không nhìn được. Cái này thì chú đã láng qua rồi, cháu cần hàng da thô nhé. Chú gửi cháu cái viên da thô. Cái viên đá này của bạn nó sẽ là thủy tinh núi lửa. Đây, chúng ta nhìn cái da nó đây này. Bạn nhìn thấy hình chưa? Đây là cái da đó nhé. Sau đây là màu xanh, rất nhiều màu, xanh đỏ tím vàng, đủ loại. Chết này, phải là số 57 chứ nhỉ?
xin lỗi, bạn Bùi Trang. Bạn Bùi Trang có hỏi của anh khách hàng, anh nghe hỏi mua cái này của bạn là một viên ruby, một viên ruby. Viên ruby thì nó vẫn xước, xước nói chung là nếu bị va chạm thì vẫn xước bình thường, chứ nó không phải là không xước đâu, đánh bóng được bạn ạ, đánh bóng lại thôi, xước bình thường nhé, nó chỉ là khó xước thôi chứ không phải là không xước đâu. Cái viên đá này theo quan điểm của mình thì nó là một viên calcedon bị nhuộm màu. Quế Mercedes. Cái này như mình xem hết cho anh em rồi, rồi ra bên ngoài nhá. Anh Nguyễn chuyển gửi cái gì đây? Em chụp mờ đấy, em không xem được anh ạ. Cái này em chụp nét lên nhá. Chụp mờ lắm. Vì cái này nó nằm trong ranh giới một vài cái loại đá. Không chính xác được. Anh Việt anh gửi một số cái viên đá ra đây, rồi cái này rồi Việt anh Việt sau. Bạn này đã nói chuyện rồi về một vài cái viên, anh em nhớ nhá, cái hàng Floridis ấy, các màu khác thì ok, riêng màu tím tránh xa nó ra, màu tím là màu của phóng xạ, chúng ta sờ đến Floridis phóng xạ là sẽ rất là mệt. Cái này là Sapphire của Nghệ An này, hàng Nghệ An tự nhiên đấy, hàng tự nhiên đấy của Nghệ An nhé. Nghệ An thì nó cái vân nó lẩn vẩn, nó không được trong, nó không được đều màu. Bạn Hải, bạn Hải hôm trước lấy cái viên đá này thì mình sẽ nói chuyện với bạn, và là bạn bị va chạm nó đã bị vỡ rồi. Ok, cái này một chút mình sẽ nói chuyện với bạn. Lương Nhật Bản, bạn gửi qua một số cái viên đá. Cái này là một cái khúc xương, xương con gì thì mình không rõ đâu, cái nó bị mất đấy rồi, nó mất mất cái dấu rồi. Còn đây là đá Thạch Anh này, đây là Thạch Anh trắng nhá. Đây là một dạng đá thường thôi. Đá này nó rất có nhiều màu sắc, nó có màu vàng, nó có màu đỏ, độ cũng không cao. Lấy cái bạn lấy cái sắt bạn cà nó đã xước rồi. Cái này nó gần giống với đá phấn của bên Lào nhé, không phải đá phấn của bên Lào, đá phấn bên Lào nó còn mềm nữa. Đá này không dùng được. Còn riêng cái viên này thì đã bị mất da rồi. Viên này bạn lấy đèn pin bạn soi ngược vào cho mình xem nhé. Viên này mất da bên ngoài, khó nhìn viên này lắm. Rồi, cái này là agate tím và xanh. Cái hàng này là hàng ở bên nước ngoài, không phải của Việt Nam. Không phải là ngọc đâu bạn ơi. Cái này là agate. Còn cái này cùng lắm là Thạch Anh Hồng thôi, nó không phải là tự la lan của Ngọc Z nhá. Rồi, một bạn thứ hai.
Ở đây em muốn hỏi nhiều ở đây này. Nhá. Làm việc thì có anh em gọi vào. Cái này đá Fluorite này, trước tôi đã nói chuyện rồi này. Có cái bạn ở bên Hasako của Lãng Hạ bạn ấy gọi. Cái này của anh là cục sỏi thường thôi. Rất là nặng, đúng rồi, đá nó nặng lắm. Chợ nội thất. Rồi, cái này bỏ qua, nó trong cái YouTube khác, à, Facebook khác cơ. Bây giờ đến tin nhắn trời của anh em nhá. Rồi ví dụ như bạn Vinh Lê, bạn này ông ấy bán mạc ở bên Hasako Kim Giang này. Mỗi lần vào tin nhắn chờ mình quên không biết cách vào cái chỗ thế nào nhỉ. Bấm vào đây này, tin nhắn chờ này, đây rồi. Rồi, bạn này hỏi cái gì đây? Đây là Fenorid nhá. Anh em nhớ kỹ này, Fluorite hàng màu tím này, cực kỳ độc, nó rất nhiều phóng xạ, tránh xa cái này ra nhá. Rồi một bác nào mà cần thì làm việc cái bác Phú Quyết. Rồi bạn thứ hai, đây là đá 17, hàng này của bên Văn Chấn. Cái này thì giá bán theo kg chắc tầm 40-50 nghìn cân. Bạn thứ ba, bạn này mình trả lời rồi. Cái này là Thạch Anh nhá, nhưng mà đo cái cắm đừng có ấn như thế, chạm vào thôi đấy, chạm không ấn, ấn này bị sai. Mình hướng dẫn rất nhiều anh em mà đừng có mắc mỗi loại ấn làm gì cả, chạm vào thôi. Thân siêu. Hello, do you have chai gần này for sale? Mày có móng hổ để bán không? Tao không có. Mình sẽ không bán nha. Nguyễn Châu hình như cái tin nhắn này thì đợi nào rồi ạ. Rồi ok, xin cái khác đi. Tin nhắn chờ này, có thể bạn biết này. Em mua về sưu tầm. Cái Thạch Anh này không bán nha. Rất nhiều bạn thích cái viên Thạch Anh này. Viên này cũng không bán luôn, hàng độc. Rồi bạn này bán cá. Bạn này bán ô tô GLC. Mạnh mua cho nó, hình như sao lại đâu hết rồi nhỉ. Rồi viên này không xem được nhưng mà không thuộc đá quý. Đây là sừng một con nai, con hoẵng. Tất cả thử bánh đúc thử cái kia đều là láo nha, không có thật em ơi. Sống theo khoa học đi. Sừng treo ngậm vào chim lên 10 ngày không xuống, kiểu kiểu thế, không có thật đâu, đừng có tin những chuyện đấy. Chào anh, muốn giúp anh phân biệt móng cọp móng sư tử như thế nào thì gọi điện một câu, nhắn tin làm gì thì mất thời gian ra. Ôi này, từ lâu rồi. Đây là móng báo nhá. Rồi ok,
Của cái bạn gì, bạn hỏi cái gì này? Năm ngoái mình mua có dây da, dây đó mình đeo vài lần rồi cất hiện giờ, muốn bán lại, tiệm thu vào ra sao? Giấy giấy giá thu lại là 8% giá trị, không phải 8% giá trị, mà cái đấy là tiền hao phí là 8%. Khi mua lại thì mình sẽ mua bằng cách là khối lượng vàng. Ví dụ như bạn có một cây vàng 18K750 thì sẽ tính là 0,75 là 7 chỉ rưỡi vàng 24K và nhân với giá hiện tại nhá. Còn 8% hao phí đã bị mất đi trong sản xuất rồi, cái tính vào giá rồi. Rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Tập 34 này không xem trên này nữa. Chúng ta hãy đến với một số bạn như sau. Bạn Lê Anh Tuấn, bạn Chánh Tâm. Chào Thái, Thái có thể giúp thầy xem đây là tượng Phật gì không? Cái tượng này là tượng hàng đúc nhá, gọi là hàng giả đấy, đúc bằng nhựa thầy ạ. Không phải hàng thiên nhiên nhá. Tập 57 đúng không? Rồi, xem bạn nào nữa. Đồ đá này có từ thời ông nội mua từ 30 năm trước mà cất đến bây giờ. Có người hỏi mua mấy cây vàng. Ủa sao cái thông tin kiểu như này này. Tính chất những viên đá này không phải tự nhiên em nhé. Sao lại đùa chứ, tôi nghĩ không biết, tôi nghĩ là vàng nó có giá trị lắm đấy. Mấy cây vàng bây giờ tiền cả vài trăm triệu mà mọi người ta không biết đá gì, người ta cứ bỏ. Câu chuyện các bạn là thật hay giả, nhưng mà với như vậy thì nó không thỏa đáng. Lúc nào cũng cái này người ta trả tôi 100 triệu, người ta đã trả 300 triệu rồi nhưng tôi không bán, anh xem giúp là cái gì? Câu chuyện đấy nghe rất liêu trai. Không không đúng, không chính xác. Cái làm mã não nhá. Mã não, hàng xử lý nhiệt. Sói đồng cỏ. Cái là thạch anh thôi anh ạ, cái này không dùng được, cái miếng này là cái miếng khả năng là Garnet này. Những cái này thì không có giá trị đâu. Cái này thì thường tôi xem tôi không có quay lại nên là một số anh em tôi chỉ nhắn tin thôi. Đây, xem này có gì không. Bạn con dùm đây là đá gì? Cái này trông trông cái bề mặt đá này của bạn nó sẽ gây cảm giác nhận xét đến là nó bị kết tủa của xe CO3 và magie CO3. Cái này mình nghĩ nó là một loại đá thường, nó xuất hiện trong hang động. Cái này không phải đá quý. Đây là fluorite, trả lời bạn này rồi, bạn này nhắn tin được mấy trang liền rồi. Mình có viên màu xanh dương. Viên đá này mình không biết nó là đá gì cả. Thứ nhất là nhìn vào viên đá nó không có độ trong. Thì thông thường hàng không có độ trong này thì tỷ lệ là hàng thiên nhiên thì rất cao. Tại vì là hàng giả thì ta sẽ làm nó trong vắt. Nhưng mà với cái kích thước này của bạn là một cái nắp chai. Một cái nắp chai như thế này thì khả năng, nếu mà theo quan điểm của mình
Nếu mà thật thì cái này nó sẽ là một viên sapphire. Nhưng mà bạn nên chụp thêm hình ảnh nhé. Viên này rất rất bụi và bẩn. Bạn này cấm người lạ không nói chuyện được. Viên này viên calcite nhá, calcite vàng, viên này không dùng được. Cái viên này khi bạn mua nói là thạch anh khói nhưng thực ra nó là obsidian nhá. Thủy tinh núi lửa. Cái viên này là viên sỏi thường thôi, không có giá trị em nhé. Tượng này thuộc loại gì? Cái này bà chụp ảnh nhé. Này mình không xem được. Cái này nó nằm trong, thường nếu mà bạch ngọc thì nó hơi khó bạn tìm được đấy. Bạn nên chụp ảnh. Chụp ảnh nó sẽ nhìn rõ hơn là quay phim. Tại vì các bạn không biết quay, còn với tôi thì tôi quay các bạn lại nhìn rõ hơn là chụp ảnh. Đây là một hốc thạch anh nhá. Hốc này giá trị không cao tại vì nó là thạch anh bẩn. Vòng thanh đồng trục có ảnh dương. Cái này trông thì có vẻ đỏ hồng nhưng không phải ruby nhá. Cái này đá loại thường thôi. Không phải là ruby đâu. Tiếp theo thanh nhã. Trong cái lô này của bạn thì để tôi đọc cho từng tên một cho bạn hình dung nhá. Mất cái giấy rồi. Cái bút chì của tôi đâu ấy nhỉ? Ô, nói chung là trong này của bạn cái màu xanh. Cái màu xanh là aventurine này, cái màu tím là amethyst này, cái màu trắng là thạch anh. Cái màu vàng là thạch anh. Trong này những cái viên màu đỏ là agate. Alo. Đúng rồi, vào đi. Đã có khách. Rồi. Này không có đá quý lắm. Nhẫn xi chin. Giờ đây mở cửa ra đây. Cái này khả năng cao là thủy tinh núi lửa nhé. Và tôi có khách rồi. Ok. Những cái bạn này ngày xưa chuyển xem nhiều lắm. Nhiều bạn tôi sẽ quay ra video sau nhé. Sẽ thông cảm nhé. Ok, rồi cảm ơn các bạn.